tu mà còn ganh tị. Tại sao ở mà còn thân thua, tu mà còn so đo, tu mà còn nó hạ tâm, nó còn hết tài là xấu. Giống một nè, giống như một tò hề vậy đó. Cứ đưa ra những cái luận cứ mà nó dối không à. Phải là đưa ra những cái điều mà dối ta. Đó là một tò hề.